Sau khi ngầm xác nhận việc lập công ty riêng, Jennie tung luôn nhạc mới tri ân người hâm mộ. Ngay lúc này, Jay Park lập tức có động thái khiến dân tình đứng ngồi không yên. Chiều 23 tháng 12, nữ rapper 27 tuổi gây sốt mạng xã hội toàn cầu khi bất ngờ công bố thành lập công ty mang tên Odelive, tên viết tắt OA. Theo đó, cô nàng sẽ hoạt động song song cùng Blackpink và tự mình quản lý lịch trình cá nhân thông qua công ty riêng. Đúng 0 giờ ngày 24 tháng 12 theo giờ Hàn Quốc, Jennie đã giữ đúng lời hứa ra mắt nhạc Giáng sinh ngay khi thời khắc qua ngày được điểm. Không chỉ là quà đặc biệt tặng fan, đây còn là video đầu tiên sau khi nữ idol giới thiệu label mới. Không khí Giáng sinh được thể hiện qua dĩa ăn có hình cây thông và ngôi nhà tuyết phản chiếu hình ảnh đáng yêu của nữ idol. Trên Instagram cá nhân và Weibo, cô nàng chia sẻ loạt ảnh mùa đông, đồng thời gửi đến người hâm mộ những lời nhắn ngọt ngào. Cũng dịp này, Jennie tranh thủ khoe không gian Noel trong căn hộ của chính mình. Năm nay, cô nàng chọn trưng một cây thông nhỏ nhắn với chiều cao khoảng 1m8 trong góc nhà. Dù chỉ tiết lộ góc decor Giáng sinh trong một bức ảnh, nhưng cư dân mạng cũng có thể thấy được độ đầu tư cũng như sự phấn khích của nữ idol khi chào đón Giáng sinh năm 2023. Noel năm 2020, thành viên Hắc Hường từng khiến dân tình một phen trao đảo khi khoe cây thông cao đến 3m của mình. Được biết, cô đã chi đến 6,6 triệu won, khoảng 140 triệu đồng chỉ để sở hữu và trang trí cây thông này. Với sự đầu tư mạnh tay của Jennie, mỗi mùa Noel, cư dân mạng lại tò mò không biết đại sứ Chanel sẽ tung chiêu gì để trang hoàng căn hộ sang trọng. Món quà mà rapper Blackpink tặng fan dịp Giáng sinh năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng từ phần nhìn cho đến phần nghe, thưởng thức video cover hai ca khúc Snowman, Sia và Snow, Giantee. Cộng đồng Blink lần nữa lại bị đốn tim bởi sự ấm áp, giọng hát chất chứa tình cảm của nữ rapper 27 tuổi. Không cần ăn vận cầu kỳ, visual thanh thuần như bạn gái nhà bên của giọng ca You and Me cũng đủ khiến dân tình không thể rời mắt. Cô nàng xinh xắn trong chiếc áo len trễ vai nhẹ nhàng, hứa hẹn gây sốt mùa đông năm nay. Trên mạng xã hội lúc này, thông tin liên quan đến việc Jennie lập công ty mới cùng video cover nhạc Giáng sinh đều trở thành chủ đề hút nhiều tương tác khủng. Thực tế, trong MV You and Me phát hành hồi tháng 10, thành viên Hắc Hường đã sớm hé lộ về Odelive. Background quay sản phẩm này cũng chính là hình ảnh giới thiệu về label cá nhân của nữ idol sinh năm 1996. Ngoài ra, việc cô nàng đăng ký nhãn hiệu nghệ danh Jennie Ruby Jane cũng đã giúp fan đoán ra phần nào định hướng theo đuổi ở chặng thứ hai của sự nghiệp sau khi tái ký hợp đồng nhóm với YG. Label của Jennie được đăng ký thuộc ngành dịch vụ, quản lý chuyên nghiệp, có phương châm, chúng tôi đam mê âm nhạc và nữ CEO chắc chắn sẽ phát hành album solo sắp tới tại đây. Ngoài ra, công ty này còn nộp đơn đăng ký bản quyền vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 ở những hạng mục về làm đẹp và thời trang. Qua đó có thể thấy, thành viên nhóm nhạc đình đám đang muốn phát triển song song thế mạnh âm nhạc và gia tăng sức ảnh hưởng giới mộ điệu. Đáng chú ý, ngay sau khi thông tin Jennie lập Odelive được lan truyền rộng rãi, Jay Park đã lập tức bắt sóng để lại bình luận, ký hợp đồng với anh đi. Được biết, anh chàng là một trong những fan cứng của giọng ca You and Me và không ít lần bày tỏ sự yêu thích với nàng hậu bối tài năng. Động thái này của nam nghệ sĩ khiến dân tình vô cùng phấn khích. Không riêng gì Jay Park, việc Jennie phát triển sự nghiệp cá nhân cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng và ủng hộ từ fandom trên toàn thế giới.